tại showroom của Diệu và Laza tại số 96 Lê Trọng Tấn. Và dịp Tết Nguyên đán năm 2019 đã đến rất gần rồi. Nếu như các bạn vẫn đang đau đầu không biết là lựa chọn gì cho khách hàng này, biếu quà gì cho sếp và dịp Tết sắp tới, hay là mua gì cho nhân viên, biếu gì cho cha mẹ ý nghĩa, thì ngày hôm nay Diệu Nhi sẽ giới thiệu và lựa chọn cho các bạn những set quà vô cùng ưng ý. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với set quà An Khang ở đây. Với set quà này thì bao gồm 5 món. Đầu tiên là một chai rượu vang Pháp, một hộp kẹo sô cô la, một hộp kẹo hoa quả này, hay là một hộp nho Mỹ và một hộp trà Anh. Với set quà này thì chỉ có mức giá từ 490.000 đồng thôi ạ. Có mức giá chỉ từ 490.000 đồng thôi, sẽ kèm theo một chiếc túi giấy vô cùng xinh xắn ở đây nữa. Các bạn có thể thấy này, túi giấy mình cũng rất sang đúng không nào? Nếu như các bạn muốn lựa chọn cho mình một set quà sang trọng hơn thì hãy lựa chọn cho mình set quà phú quý ở đây ạ. Có chất liệu bằng gỗ, phía trước thì được điêu khắc họa tiết rất là tỉ mỉ. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều set quà vừa sang trọng này, nhã nhặn. Đó chính là set quà thịnh vượng với chất liệu bằng da. Đặc biệt thì các bạn cũng có thể tự chọn lựa cho mình những món đồ ở bên trong hộp quà khác nhau sao cho ưng ý nhất nhé. Và các bạn hãy đến trực tiếp với showroom của Diệu Plaza tại số 96 Lê Trọng Tấn để cho lựa cho mình được những set quà ưng ý nhất. Và Diệu Plaza thì đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc nhập khẩu rượu chính hãng từ các nước lớn, ví dụ như là Italia này, Chile hay là Pháp nhé các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn tại showroom chính thức của Diệu Plaza. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.